Em xin giới thiệu, em tên là Vũ Văn Lưu, hôm nay 43 tuổi. Quê anh Lưu ở đâu? Quê em ở Thái Bình. Thái Bình, mình vào đây lâu chưa anh Lưu? Em vào đây được 5 năm. 5 năm, mình đang làm 6 công năm. việc gì? Em Mình đi đang làm làm bên công ty xây lắp điện 2. Và mình sống trong này với ai? Đấy, em ở mình. Ở mình, ở chỗ nào, quận mấy? Em ở quận 5, làm thì quận 3. Mời em giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào các bạn. Mình tên là Quỳnh, hiện đang làm giảng viên tiếng Anh ở một trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở Sài Gòn từ nhỏ. Quỳnh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em được 39. 39. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Quỳnh? Dạ, điểm mạnh của em là em chăm chỉ với em chịu khó. Còn điểm yếu của em hay quên. Hay quên. Dạ, nhưng mà em học bài thì em thuộc. Nhưng mà em không biết sao có nhiều chuyện em hay quên quá. Có nghĩa cái gì đúng chuyên môn của mình thì mình dạ, sẽ đúng thuộc rồi ạ. Giống như Tường vậy đó, bây giờ không có trí nhớ, không có để ý. Nhưng mà vô chuyên môn kiểu học kịch bản, học lời thoại đồ đó thì mình đọc cái là mình thuộc liền. Dạ. Nhưng mà ngoài ra những cái việc khác trong cuộc sống thì mình lại không có khả năng nhớ. Dạ. Cho nên là thôi, tại cái đầu mình mà cái máy tính mà nó còn chứa không đầy rồi nó còn phải ngưng, thì cái đầu mình nó cũng vậy, cái gì cần nhớ mình sẽ nhớ, cái gì không cần nhớ mình quên bớt đi cho đời nó nhẹ nhàng. Cảm ơn chị Tường. Đúng không? Không vấn đề gì. Rồi, anh Lưu thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của em thì siêng năng trong công việc, thích chơi thể thao. Chơi thể thao môn gì? Cầu lông. Cầu lông. Biết nấu ăn. Điểm yếu thì không uống được nhiều rượu bia, không hút được thuốc lá. Rồi, vậy đi làm không có ngoại giao, không có tiệc tùng gì trong công ty rồi này không kia. Uống thì uống được mà không được nhiều. À, có nghĩa là mình chỉ để là ngồi xã giao cho vui, giao lưu thôi đúng không? Dạ. Rồi, có tật xấu gì nữa không? Ví dụ là nếu mà đi uống mấy chai là về khỏi tắm luôn. Về khỏi tắm luôn. À, coi như là nhậu xỉn về ở dơ đi ngủ. Chà, cái này mày mốt lấy vợ cũng mệt rồi nha. Thì thôi là đừng có nhậu, chứ nhậu về không. Nhưng mà tại anh ở một mình anh mới về ngủ luôn, chứ giờ có vợ cũng phải về, cũng phải tắm à. Dạ. Rồi về tình trường thì sao anh Lưu? Cũng đã từng lập gia đình rồi. À, có lập gia đình rồi. Thế mình có con có chưa? Có một cháu gái. Năm nay bao nhiêu tuổi? Nay cháu được 11 tuổi. 11 tuổi, à, cháu đang sống với mẹ hay với anh? Dạ, cháu đang sống với mẹ ngoài Hà Nội. Bây giờ anh có còn thường có chu cấp hay có thường xuyên thăm con không? Có, mình cũng thỉnh thoảng về Hà Nội thăm con. Có chu cấp hàng tháng gửi qua, chuyển tiền khoản qua. Dạ, dạ. Vậy thì mình đã chia tay được bao lâu rồi? Cũng 6 năm rồi. 6 năm rồi. Chia tay xong rồi vô Sài Gòn. Cái nguyên nhân chính cuối cùng để mà vợ chồng phải chia, phải gia đình phải tan rã là cái gì ạ? Không níu kéo được ạ? Nhiều nguyên nhân rất không hợp nhau rồi thôi. Có nghĩa là mỗi ngày một chút, một chút. Ai là người đưa yêu cầu ly hôn? Mình. Rồi cô ấy không có níu kéo hả? Hai vợ chồng không có hàn gắn hả? Được không, chia tay thì cũng vui vẻ lắm. Thế là từ đó đến nay cũng 6 năm, vào trong này thì anh đã có mối tình nào khác nữa chưa? À, cũng có, nhưng mà cô ấy đi nước ngoài, đi du học. À, là cô còn trẻ. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi em gái thì sao? Tình trường? Em thấy có nhiều lúc em nhờ ảnh công việc gì đó, ví dụ như chở ảnh qua nhà để gặp gia đình của ảnh. Nhưng mà ảnh từ chối, ảnh nói là em phải tự qua. À. Với ảnh lâu lâu mới nhắn tin cho em. Là thiếu sự quan tâm. Dạ. Đó là mối tình đầu hay mối tình thứ nhì? Dạ, thứ nhì. À, quen được bao nhiêu lâu? Em nghĩ chắc cũng được 5-6 tháng. 5-6 tháng à? Dạ. Cũng chưa có quá sức là sâu đậm. Dạ. Cũng chưa thật sự là hiểu nhau. Dạ. Còn cái mối tình đầu? Mối tình đầu của em chắc lâu lắm rồi chị. Hồi em đi học á chị. À, rồi cái gì? Còn sau này lớn lên thì em có quen cái người nữa. Thì cái người đó thì em thấy không có thiệt tình lắm. Nói đằng làm nẻo. Ví dụ như hẹn em đi chơi nhưng mà tới phút cuối lại quỷ. Gì kỳ vậy? Dạ, nhiều lần vậy lắm. À, nhiều lần. Cái này theo tình trường, cái kinh nghiệm của chị có thể là anh này ảnh còn có nhiều mối quan hệ khác. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Lâu lâu một lần thì đó là sự trùng hợp. Còn nếu mà lặp đi lặp lại thì điều đó chứng tỏ là mình không có thật sự quan trọng với anh. Dạ. Rồi, thế bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn trai trong tương lai, hay là cái người chồng của mình là người như thế nào? Em nghĩ tính cách là quan trọng nhất á. Thì em nghĩ là người đó là người có lối sống tử tế, được mọi người yêu mến. Ừ. Trong cuộc sống gia đình thì nên là người đàn ông có trách nhiệm. Ngoại hình?
ngoại hình ổn là được, nói chung là bình thường là được, không cần phải đẹp trai sáu múi đâu ạ. Không cần phải đẹp trai sáu múi đâu ạ. Trời ơi, ở đâu ra thời buổi giờ kiếm đẹp trai sáu múi khó lắm em ơi. Rồi nhưng mà có điều gì em không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích cái tính gia trưởng. Thế anh có tính gia trưởng không? Em nghĩ là đàn ông có một chút chút. Đúng. Có sự quyết đoán. Quyết đoán định. Ở trong đó một cái phần nào đó thôi, chứ còn về đàn ông là cũng phải có một xíu. Công việc lớn thì chắc có lẽ phải ngồi bàn với nhau chứ. Dạ đúng rồi. Là đưa ra mình quyết. Thật ra sai. Cái sự gia trưởng ở đây, bạn gái nào cũng nói là không thích người đàn ông gia trưởng. Nhưng mà tuy nhiên trong cái cuộc sống vợ chồng, khi mà đưa ra một cái vấn đề gì đó để chúng giải quyết thì nó cũng phải có, mỗi người phải có cái chính kiến. Nếu mà em lấy phải người chồng mà ba phải, em nói gì cũng mai nói gì cũng em cũng sẽ rất là chán. Cho nên cái người đàn ông nếu mà trụ cột gia đình hoặc là có cái sự hiểu biết thì người ta cũng có thể đưa ra và bảo vệ cái chính kiến của mình, thì cái đó là có một cái chút gia trưởng, chị thấy nó cũng tốt. Tuy nhiên cái gia trưởng mà người phụ nữ không thích ở đây là gì? Có là áp đặt người vợ của mình làm theo cái ý của mình. Ví dụ như là em không được là giao thiệp với là bạn trai, hay là em không được đi làm, em chỉ ở nhà nội trợ, bếp núc, thiêu thùa, ví dụ vậy. Thì cái sự áp đặt đó nó mới là cái gia trưởng. Chứ còn chị Tường vẫn nghĩ rằng là trong cái quan điểm hai vợ chồng đôi lúc mình tranh cãi nhau thì mình nên lắng nghe nhau, và cuối cùng thì cũng phải có một cái người đưa ra quyết định. Thế còn anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cũng biết chia sẻ, thông cảm, rồi chăm chỉ, ngoại hình thì cũng cân đối, biết chăm lo cho gia đình. Có điều gì anh không thích ở người phụ nữ? Cằm đằn, nhậu nhiều. Nhậu nhiều? Chắc là không thích. Cô giáo có nhậu nhiều không cô giáo? Em không thích uống bia uống rượu à? Không thích uống bia uống rượu, may quá. Có gì nữa không? Không thích phụ nữ hút thuốc. Rồi. Xăm mình. Cô giáo có xăm mình gì không cô giáo? Dạ không. Không luôn, may quá. Nhưng phụ nữ là biết nấu ăn. Dạ, cái đó ai cũng biết hết trơn á. Chỉ có là khéo hay không khéo thôi. Đâu, hai người cho Tường xem hình coi. Đâu hình em đâu em gái? Dạ. Hình em to lắm. To lắm mà nhiều người lắm, sao ta tìm ra. Trời ơi, 2, 4, 6, 8, 10. Rồi. 10 người tặng cho anh đó, 10 cô kiếm cô. Bây giờ em phải cho cái gợi ý chứ người ta không thể nào mà tìm ra được em trong 10 người đâu. Đúng rồi. Trời ơi. Nào sao nào, một cái gợi ý nho nhỏ em. Có đeo kiếng không em? Em là người như thế nào? Em là người nhỏ nhắn nhất cái đội đó hả? Nhỏ nhắn xinh xinh. Rồi dạ, đi hai ba cô xinh nhỏ xinh nhỏ đó. Vậy thôi. Bên đây. Gợi ý. Anh là người có trong hai tấm hình, thì em chỉ cần nhìn bốn cái người dưới thôi em lựa được rồi. Dạ. Chắc là này. Sao em biết hay vậy, gì vô chỉ cái bụp liền vậy? Thì ngoại hình nổi bật quá mà. À vậy hả? Ủa nổi bật là của em đó hả? Ừ. Trời ơi, tự tin ghê. Nhưng mà hay. Đúng. Ở đây. Em có tóc ngắn không em? Dạ tóc cũng ngang ngang vai à. Tóc ngang vai. Chắc đây. Sao biết người đó hay vậy? Tại nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Trời nhỏ nhất gợi mà tóc ngang vai nữa. Bà gợi ý mà bà sợ người ta không tìm thấy bà hay sao á. Rồi xin mời hai anh chị nhìn về phía cánh cửa trái tim. Các Tường xem coi chúng ta chọn hình, đoán hình hôm nay có đúng hay không. Đúng rồi. Sao ạ? Anh đoán cũng đúng rồi đó. Rồi, thế cánh cửa trái tim mở ra, cảm nhận đầu tiên của anh là gì? Thấy em cũng dễ thương. Cảm ơn anh. Em thấy anh cũng giống trong hình nè. À, hay quá ha, thấy cái đúng liền luôn ha. Dạ. Em không Photoshop. Em cũng đâu có Photoshop đâu. Rồi, thôi được rồi. Này. À, nay tới chương trình anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh. Hoa rất là đẹp đó anh. Mà còn nhiều hoa nữa chứ. Có món quà anh hoa. Trời ơi, còn hoa vừa quà nữa. Trời ơi, em hạnh phúc ghê. Cảm ơn anh nhiều nha. Ồ, cô giáo nhẽo miệng ghê sợ. Dạ, em có món quà nhỏ xíu giống như em vậy đó. Cũng tặng anh. Dạ. Bây giờ tôi tò mò quá nè, tôi coi cái món quà nhỏ xíu là món quà gì nè, có thể tiết lộ được không nè? Rồi. Tò mò hú gì? Cái gì vậy anh? À, sô cô la.
Ý nghĩa của nó là gì em? Dạ, sô-cô-la ý nghĩa đó là một cái tình cảm thân thiết và gửi gắm những cái tình cảm của mình trong đó để cho đối phương nhớ đến mình nè. Trời ơi, cô nói mà cô lúng liếng giống kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy đó. Rồi quà này ý nghĩa gì nè anh? Em nghĩ là cái khăn đó là em đeo quàng cho nó lúc giống như là trang điểm cho nó thêm nổi bật hơn. Oh, em thích lắm luôn. Đâu coi. Dạ, cái khăn quàng cổ đúng không anh? À. Dạ, rất là họa tiết, rất là xinh nè. Cái này đi dạy ha. Trời, dạ, xe lạnh choàng vô cái cổ nó ấm lòng. Dạ, gì đâu ha. Đi du lịch nữa chị. Du lịch nữa ha. Rồi, chúc mừng hai bạn. Bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai anh chị một chút xíu thời gian để chúng ta vừa ăn uống, vừa trò chuyện với nhau. Cảm ơn chị Tường. Anh có đói không anh? Anh cũng đói. Vậy mà sáng giờ cũng chưa ăn. Anh sáng anh chưa ăn sáng hả? À, vội và lại đi làm quá. Anh phải đi làm rồi mới ghé đây. À. Dạ, mai cho em, bữa nay em không có đi làm. À thế. Lúc trước anh thấy mới nói em dạy cao đẳng. Dạ đúng rồi ạ. À, dạy cao đẳng ở Thủ Đức à hay là ở đâu em? Dạ quận 10. Quận 10 à, quận 10 gần đây mà. Dạ gần đây. Em sợ quay hình lên cái chút cái sinh viên nó về nó gửi cho em tin nhắn. À. Chắc nhiều sinh viên, ủa sao cô giáo mà dễ thương rồi sao mà có sinh viên nào say đắm cô giáo? Dạ không. À, sinh viên nó trẻ hơn em nhiều mà. À. Dạ sinh viên mới ra trường, sinh viên giống như cô mà mới dạy ấy. Em dạy lâu rồi hả? Em mới dạy được 17 năm rồi. À. Trước là học về ngoại ngữ hả? Dạ đúng rồi, em dạy tiếng Anh. Nhưng mà anh thì không biết tiếng Anh, sao biết tiếng em được không? Biết tiếng em được. Dạ cũng được, dạ cũng được. Tiếng em là dễ thương hơn tiếng Anh đó. Quan điểm gia đình của em là sao? Dạ thì em chỉ cần người sống có trách nhiệm, sống tử tế là được rồi ạ. À, thì em nhìn anh thì sao? Em thấy hình như anh cũng là người của gia đình có trách nhiệm, cũng chín chắn hả? Chứ anh cũng phong cách cũng là điềm tĩnh đúng không anh? Người điềm tĩnh ha? Không thì tùy từng lúc em. Tùy lúc lúc sôi nổi lắm. Quen quen là cũng sôi nổi lắm. Dạ. Nhà có đông anh em không? Dạ nhà em có ba chị em gái. Ba chị em gái? Em là chị lớn nhất á. À, chị hai luôn hả? Dạ đúng rồi, chị hai. Còn anh? Anh thì lớn nhất từ dưới lên. À, dạ. Út á? Dạ. Nhà anh có mấy anh chị em à? Nhà anh có bốn anh chị em, dạ. Hai trai, hai gái. Dạ. Mấy anh chị gia đình hết, đầy đủ hết rồi. Dạ. Chắc là ba mẹ của anh vẫn còn khỏe mạnh à? À, ba mẹ anh vẫn còn khỏe. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Ba mẹ em lớn tuổi chưa? Ba mẹ em chắc cũng, mẹ em cũng được 65 mà. À. Dạ, nhưng mà mẹ em vẫn còn đi làm. Ủa còn làm à, 65 mà vẫn mẹ em thích đi làm lắm mà. Tức là mẹ em vẫn còn làm tại cái trường học mà lúc trước mẹ em đã từng làm á. Cái người ta cho mẹ em làm tiếp. À. Cái mẹ em vẫn cứ đi làm thôi. Ủa nhà là có truyền thống về dạy học à? Dạ, chỉ có mẹ em với em thôi. Anh cũng chị gái cũng làm dạy học. Dạ. À, cũng dạy cấp 2. Cấp 2 à? Anh đói bụng thì anh ăn đi anh. Ờ. Dạ. Mời em. Ủa bà gù vậy? Không nghe nói gì hết trơn cái trò vậy? Em nói xong rồi mới ăn. Trời ơi, nói xong rồi đó hả? Dạ. Đang mãi ăn sáng chưa ăn. À, dạ. Câu chuyện tình yêu mà nói có chút xíu vậy thôi. Bởi vì ta nói con đường tình yêu phải thông qua cái bao tử đang đói cũng không tập trung trò chuyện được. Dạ. Đúng không? Nhưng mà đồ ăn ngon phải không? Dạ ngon. Rồi, bây giờ thí dụ được thì khi nào anh tính tới kết hôn nè? 6 tháng trở lên. 6 tháng trở lên. Và anh định là lập nghiệp 6 tháng an cư trong này luôn hay là sau này mình sẽ quay về quê? À không, em định ở đây luôn. Định ở đây luôn. Mình vẫn mong muốn tiếp tục sinh con đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi còn em thì sao? Dạ em nghĩ cũng nên tìm hiểu trước để coi hai bên có hợp nhau không. Nhưng mà quan điểm của em, cái suy nghĩ của em mà đó giờ em nghĩ thì em tìm hiểu bao nhiêu lâu thì sẽ là đủ? Tùy người à, em thấy bạn em mới có 1 tháng kết hôn rồi. Vậy á hả? Dạ. Nhưng mà em nghĩ nếu như em như vậy có được không? Bình thường 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng này cũng bình thường à. Ừ. Cũng nhanh quá ha. Nghĩa là ví dụ như tầm 6 tháng 1 năm thì em vẫn cảm thấy thời gian đó là phù hợp đúng không? Dạ. Tại vì có nhiều người ta không, tôi phải quen 2-3 năm nữa tôi mới lấy chồng. Dạ. Hay là có nhiều người tại vì tuổi mình cũng khá lớn. Rồi,
À, hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với bạn em. Rồi, xin mời bạn của họ nhà gái vô đây à. Anh đi một mình hả? Dạ. Rồi, mời hai em. Chào hai em, bây giờ hai em giới thiệu về mình trước nè, em gái tên gì? Em chào chị Cát Tường, em tên Yến, học chung với chị Quỳnh, học thêm của em. Học thêm, là học tiếng Anh đó hả? Dạ, học thêm về thiết kế. À, ủa có thiết kế nữa hả Quỳnh? Để em có đi học thiết kế thời trang buổi tối. Wow, hồi nãy không có khai thấy chưa, bởi vậy. Còn em giới thiệu về mình. Em tên Thụy Sĩ, em đến từ Bình Định. Tên Thụy Sĩ? Dạ. Không phải đến từ Thụy Sĩ, đến từ Bình Định. Rồi, cảm ơn em. Thì đến bạn Quỳnh cũng năng động và rất vui vẻ, thân thiện. Anh thì đẹp. Còn không biết cảm ơn ta nữa đó. Yến có lời gì muốn nói với Quỳnh hay là có lời gì muốn nói với anh đây không? Dạ, em thì ai thấy anh cũng nghiêm túc, chững chạc, hơn chị độ tuổi đó cũng được. Em nghĩ hai người cũng hợp nhau. Chị Quỳnh thì theo kiểu truyền thống, không có nhậu nhẹt hay là gì giống như anh nói. Cái tính cách thì đấy, bạn này cũng còn công kiến, cũng rất là thích hợp của phụ nữ gia đình, người bạn của cô chứ. Cho rồi, cảm ơn hai bạn nha. Hy vọng là những cái lời chia sẻ của hai em cũng sẽ hỗ trợ cho cái cặp đôi ngồi đây. Bởi vì nhiều khi ngồi đây người ta rung hồi hộp. Nghĩa là mình được thống nhất là cặp đôi này có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu, đúng không? Rồi, cảm ơn hai bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện của hai nhân vật chính nha. Bây giờ mình chơi mấy cái trò chơi nha. Dạ. À, mình bốc thăm đi, trả lời câu hỏi ở trong này nè. Tôi coi trước coi. Trời ơi, vui, vui lắm. Vui lắm ạ, à. Thích đọc lớn lên. Hả? Hả? Cái gì vậy? Bạn nam hãy cõng bạn nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Hả? Làm được không anh? Cõng thì được á. Mời anh, mà có vừa đi vừa hát nữa nha. Một hát vòng hả? Quanh đây, đó một vòng tròn quanh cái bàn này. Hát bậy vậy á. Cho em đổi đi chị. Không, cái này chơi cho nó vui. Ông ý không? Má không biết, má em đánh em. Trời ơi, má biết má là, mà má không biết đâu. Má không biết đâu. Ông anh này anh cao to bự, anh khỏe đó, mình phải thử sức mạnh của anh coi như thế nào nữa chứ. Đổi đi mà. Sao đổi được? Ừ, đổi mà. Đổi nha. Ở dưới người ta còn kêu cổng kìa. Cho em đổi. Không có được. Đổi đi. Không, bây giờ còn không cổng thì ẩm. Học trò em chọc em nữa. Kệ cho học trò chọc đi, biết đâu mình lấy được chồng. Nắm tay thì được ạ. Rồi nắm tay nhìn nhau. Dạ. Cắm đuối, hát tặng nhau một bài hát, được không? Anh biết hát không? Anh có nhưng mà hơi mắc cỡ. Dạ. Rồi anh, trời ơi, chủ động đi chứ trời. Rồi, nắm tay, nắm dạ. tay. Đó, hai tay luôn, nhìn nhau, hát, tặng nhau. Five little ducks went out one day, over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only four little ducks come back. Four little ducks went out one day, over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only three little ducks came back. Ý nghĩa là gì vậy? Dạ, bài về năm trước dịch con đi ra ngoài rồi bị lạc đó hả? Em có nằm trong năm trước dịch con đó không? Dạ không, em không có đi lạc đâu. Em không có đi lạc đâu. Thôi về chỗ, hết dạ, thời gian. Dạ, về chỗ hết thời gian rồi. Rồi, mời anh bóc một lá bài. Bạn nữ hãy kể ra 5 tật xấu nhất của bản thân. Bạn nữ hãy kể ra 5 tật xấu nhất của bản thân. Dạ, em hậu đậu. Em hay để rơi đồ, nhưng mà em cũng rất là nhanh tay em chụp lại được. Cái thứ hai thì em hay đi sát giờ lắm, cho nên đôi lúc em xui thì em đi trễ. Đó là cái tật xấu em cần phải khắc phục, tức là em phải dành ra nhiều thời gian hơn. Tật xấu thứ ba đó là em lười dọn phòng. Rất thành thật, rất thẳng thắn. Yeah. Nhưng mà chính vì em lười dọn phòng cho nên em luôn để phòng của em luôn trong tình trạng rất là gọn gẽ. Rồi. Nói chung phòng em rất là gọn gẽ nhưng mà tại em lười thôi cho nên phải để mọi thứ rất là nguyên chỗ. Chứ em không làm cho nó bày bừa ra. Tật xấu thứ tư của em đó là em hay đi ngủ trễ. Em biết đi ngủ trễ là không có tốt nhưng mà em cứ lại quầy em đi ngủ trễ lắm. Rồi em hay thức dậy hơi bị trễ nữa. Chứ thật ra đi ngủ sớm rất là tốt. Đúng rồi, đẹp da nữa. Đẹp da này nọ. Tinh thần nó tập trung nữa. Dạ. Thì thôi chứ dì Tường lúc nào cũng sau 12 giờ đêm mới ngủ. Trời, dì Tường ngủ trễ. À, tại cái công việc chị nó vậy rồi. Dạ. Nhiều khi đi làm về đến nhà là đã khuya rồi. Dạ. Ừ. Rồi. Tật xấu cuối cùng của em đó là em
không có chăm vận động á, em lười tập thể dục, thiếu thể thao, thiếu vận động. Đó là những cái tật xấu của cô gái ấy. Thật ra chơi cái trò chơi này anh chi để cho mọi người có thêm cái sự hiểu nhau, hoặc là có thêm sự va chạm để mình kiểm tra lại những cái thông tin của bản thân mình, kiểm tra lại cảm xúc của mình để trước khi chúng ta đưa ra cái quyết định. Nên ngày hôm nay đến với chương trình thì anh muốn nói điều gì nữa không ạ? Với cô gái này, bạn kia là cũng người là chăm chỉ, nhưng có cái điều là chắc là khó tính hay sao á. Rồi, còn em có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về cuộc gặp mặt hôm nay? Về cái người ngồi trước mặt hay là về bản thân của mình cũng được, cảm xúc của mình. Dạ thì em thấy anh tính cũng hiền, có hơi e dè một chút trước đám đông, chứ là anh không có quen đối diện với đám đông. Còn em chắc tại em gặp sinh viên nhiều rồi đó, cho nên em cũng có vẻ dạng dạng một tí. Đâu có dạng đâu, kêu có hát, kêu có cổng điền vòng thôi mà làm còn không được. Má đánh. Má đánh, về ở với má luôn nha cưng. Rồi, còn gì nữa không? Thì em cũng có ấn tượng tốt về anh. Rồi. Tại vì đối với em thì đơn giản vậy đó, chỉ cần là người hiền hiền là được rồi. Rồi, bây giờ thì mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Duy Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh, nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Ha, đây là điều rất là đơn giản, quyền quyết định là ở hai bạn, tất cả mọi ý kiến chỉ là tham khảo. Câu chuyện hồi nãy giờ cũng mặc dù nó ngắn nhưng mà chị nghĩ rằng nó cũng đủ để đo được cảm xúc của mình. Đến với chương trình thì chúng ta chỉ có một cái duyên để gặp nhau thôi, còn sự tìm hiểu để mà có tiến tới xa hơn nữa đó là sau khi kết thúc chương trình chúng ta mới có cái thời gian đó. Tuy nhiên chúng ta có cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu hay không thì nó sẽ thể hiện qua cái nút bấm của mình. Rồi mời anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của Y Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Dạ. Rồi xin mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Tội nghiệp, cái bàn dài quá cổ ngồi không tới, cô phải đứng lên cương quyết bấm nút. Rồi cảm ơn hai anh chị, rồi mời anh về bên đây đứng luôn ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Lúc nãy là nắm tay theo yêu cầu của chương trình, còn bây giờ khi chúng ta đã đồng ý bấm nút hẹn hò là chính thức chúng ta trở thành một cặp đôi. Còn cái chuyện tìm hiểu nhau để có tiến xa hay không, giống như Tường đã chia sẻ, đó là do hai người cùng vun đắp.